Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Lục Tiểu Linh Đồng có tên thật là Trương Kim Lai, sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1959 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Gia tộc của ông nổi tiếng với văn hóa siếc khỉ. Họ có đến 4 đời miệt mài nghiên cứu văn hóa Mỹ Hầu. Từ thời cụ tổ đến cụ cha và Lục Tiểu Linh Đồng đều hóa thân thành Tôn Ngộ Không trên sân khấu. Theo Sina đánh giá về gia tộc của Lục Tiểu Linh Đồng, một nhà hầu hí, ngàn nhà xem, 4 đời hầu vương, trăm năm thành truyện. Khi còn nhỏ thì cậu bé Trương Kim Lai không phải là người thừa kế được trông đợi. Người được cha đặt nhiều kỳ vọng là người anh Trương Kim Tình, nghệ danh là Tiểu Lục Linh Đồng, từng được coi là thần đồng sân khấu. Tài năng của Trương Kim Tình đã được Thủ tướng Chu Ân Lai khen ngợi, hình ảnh của ông thậm chí còn được in thành tem. Sau này, Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự: "Thực ra tôi không phải người đóng vai Mỹ Hầu Vương xuất chúng, mà đó chính là anh hai của tôi, gia tộc của tôi, cả 4 thế hệ đến nay đều theo diễn xuất hầu hí. Trong đó, người thể hiện thành công nhất hình tượng Mỹ Hầu Vương chính là anh ấy." Sau khi anh trai qua đời vì bệnh máu trắng thì Lục Tiểu Linh Đồng đã được cha gửi gắm kỳ vọng. Khi ấy tuy mới 7 tuổi nhưng ông đã lập lời thề mình sẽ diễn được, diễn tốt Mỹ Hầu Vương. Kể từ đó thì mỗi ngày Lục Tiểu Linh Đồng đều dậy từ rất sớm, nhìn vào mặt trời để luyện tập hỏa nhãn kim tinh, sống cùng với khỉ để bắt chước từng động tác. Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết đã bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải tìm cha của Lục Tiểu Linh Đồng xin tư vấn về diễn viên đóng nhân vật Tôn Ngộ Không. Ông đã đề cử con trai của mình, điều này khiến đạo diễn Dương Khiết cảm thấy rất khó xử. Trong cuốn tự truyện sau này thì nữ đạo diễn nổi tiếng cho hay bà không thấy Lục Tiểu Linh Đồng phù hợp với vai diễn từ vóc dáng đến cử chỉ. "Tôi không thấy có điểm tương đồng với nhân vật Ngộ Không", bà viết. Vì sự nể nàng thì Dương Khiết buộc lòng cho Lục Tiểu Linh Đồng thử vai. Diễn xuất của ông đã chinh phục được vị đạo diễn khó tính. Thành công trong diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng là kết quả quá trình tập luyện nhiều năm trước đó của ông. Hầu như ngày nào thì ông cũng nhắm ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn, nhìn bóng bàn tung nhảy, ban đêm thì nhìn nhang lửa, lò than để luyện tập được hình ảnh đôi mắt thần của nhân vật. Trước mỗi cảnh quay của mình trong phim Tây Du Ký thì Lục Tiểu Linh Đồng thường nhìn vào nơi có ánh sáng để tuyến nước mắt hoạt động. Lúc ghi hình thì đôi mắt sẽ có vẻ sáng long lanh và nhấp nháy. Khi phát sóng vào năm 1986, Tây Du Ký đã tạo nên cơn sốt không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Vai Tôn Ngộ Không đã giúp cho Lục Tiểu Linh Đồng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất và 2 lần đứng đầu bảng xếp hạng top 10 diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc. Cũng nhờ thành công của Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng đã đảm đương vai trò giáo sư tại Đại học Chiết Giang, diễn viên cấp 1 quốc gia. Diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không rất ấn tượng tới nỗi người Trung Quốc có câu nhắc đến Tôn Ngộ Không là nghĩ tới Lục Tiểu Linh Đồng, nói Lục Tiểu Linh Đồng là nghĩ về Tôn Ngộ Không. Suốt hơn 3 thập kỷ qua thì Lục Tiểu Linh Đồng đã hưởng lợi không biết bao nhiêu từ hình tượng vua khỉ. Nam diễn viên đã tham gia vô số quảng cáo với ý tưởng hình ảnh Tôn Ngộ Không, xuất bản sách về Tôn Ngộ Không. Đến nay ở tuổi lục tuần thì ông vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, các hoạt động, quảng cáo sách và phim. Tuy nhiên cũng vì điều này mà một số bộ phận công chúng đã chỉ trích nam diễn viên đang ăn mày dị vãng. Khi Sina đăng tải những tấm ảnh ghi lại cạnh khuôn viên nhà ở cũ của Ngô Thừa Ân, tác giả của tiểu thuyết Tây Du Ký, xuất hiện nhiều hình ảnh và tượng của Lục Tiểu Linh Đồng. Công chúng rất phẫn nộ, họ ném về phía nam diễn viên rất nhiều lời chỉ trích cay nghiệt. Sau đó, ban quản lý di tích nhà ở cũ của Ngô Thừa Ân cũng đã lên tiếng giải thích. Hình ảnh và tượng của Lục Tiểu Linh Đồng được đặt ở khu lưu niệm Mỹ Hầu Vương, thế nằm ngay bên cạnh nhưng lại hoàn toàn độc lập với nhà ở của Ngô Thừa Ân. Lục Tiểu Linh Đồng cho biết thêm, ông không hề can thiệp vào bất cứ công việc chuyên môn nào ở khu lưu niệm, kể cả việc bán và chia lợi nhuận từ tiền vé tham quan. Tuy nhiên thì những lời giải thích trên vẫn không thuyết phục được công chúng. Nhiều người còn bày tỏ sự bất bình khi Lục Tiểu Linh Đồng đã phản bác việc cải biên Tây Du Ký. Mỗi khi có phiên bản mới của Tây Du Ký ra đời
thì ông lại đưa ra những bình luận tiêu cực, chỉ trích các nhà làm phim dựa lối, xuyên tạc nguyên tắc. Các tác phẩm ăn khách của Châu Tinh Trì hay Trương Kỷ Trung có bị gọi là những phim khiến tổ tông xấu hổ? Nhiều người đã đặt câu hỏi, ai cho Lục Tiểu Linh Đồng cái quyền thay thế tác giả Ngô Thừa Ân phản đối mọi sự sáng tạo liên quan tới Tây Du Ký? Hơn nữa, bộ phim do ông đóng vai chính vào năm 1986 cũng bị cho là có nhiều thay đổi so với nguyên tác. Nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ phim được miêu tả thiện lương dù ngỗ nghịch, còn nguyên tác thì Tôn Ngộ Không rất hung hăng, nhiều lần muốn giết chết Đường Tam Tạng. Ỷ đóng thành công Tôn Ngộ Không nên cả đời không cho người khác làm lại Tây Du Ký, đó là sự ích kỷ. Đây là một trong những lời chỉ trích hướng về Lục Tiểu Linh Đồng. Lục Tiểu Linh Đồng còn bị chỉ trích là bạn thân ông thực hiện nhiều bộ phim ăn theo hình tượng Tôn Ngộ Không. Trong bộ phim mới nhất mang tên Tham Tiền thì ông cài cắm nhiều chi tiết liên quan đến Tây Du Ký một cách lộ liễu, như Hakon Bằng mang biệt danh là Lão Hầu, cháu gái của ông cầm một con búp bê hình Tôn Ngộ Không. Mở đầu phim thì đám trẻ chạy lại trước tivi xem nhạc phim Tây Du Ký nổi lên. Những người xuất hiện là Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Hakon Bằng. Bộ phim được đánh giá là cũ kỹ, sao rỗng và không còn phù hợp với điện ảnh hiện đại. Phim thất bại thảm hại khi chỉ thu về 140.000 nhân dân tệ, khoảng 20.000 USD sau 3 ngày ra mắt. Lục Tiểu Linh Đồng cũng đã nhận lời quảng cáo cho một game điện thoại mang tên Đại Thánh Luân Hồi. Đáng chú ý, trong game này, hình tượng Tôn Ngộ Không lại có quá trình phát triển tình cảm với Hằng Nga, Bạch Cô Tình, Nhện Tình và Nữ Vương, Nữ Nhi Quốc. Điều này đã đi ngược lại với chính quan điểm mà ông thể hiện trước đây khi chê bai các tác phẩm phiên bản Tây Du Ký biến tấu. Trong dịp Tết Bính Thân 2016, Lục Tiểu Linh Đồng đã không được đài CCTV mời diễn xuất tiết mục Hầu Khỉ. Sự việc này khiến cho nam diễn viên cực kỳ rất tức giận. Ông thể hiện sự bất bình với nhà đài. Lần này khán giả đã không đứng về phía Lục Tiểu Linh Đồng. Họ cho rằng CCTV đã không lựa chọn là điều hoàn toàn bình thường và đã tới lúc nam diễn viên nên để lại vinh quang quá khứ ở phía sau. Về chuyện riêng tư, Lục Tiểu Linh Đồng luôn ôm nỗi buồn đau day dứt vì không có người tiếp nối nghề siếc khỉ của gia tộc. Ông cho biết, gia tộc tôi 4 đời đều diễn Hầu Vương, đời sau nhận lại như ý từ đời trước, như đưa Hầu Vương sống dậy và đem niềm vui tới mọi nhà. Hiện tại, Lục Tiểu Linh Đồng là người trẻ nhất trong dòng họ còn đam mê diễn siếc khỉ. Gia tộc của ông cũng có quy định rất ngặt nghèo là hầu hí chỉ truyền cho con trai, không để lại cho con gái. Trong khi đó, Lục Tiểu Linh Đồng chỉ có một mụn con gái hiện sống ở nước ngoài. Lục Tiểu Linh Đồng và vợ sống trong căn chung cư cũ kỹ tại Thượng Hải. Rất nhiều khán giả đã bất ngờ khi một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ông lại có cuộc sống rất bình dị. Đứng trước nguy cơ, nghệ thuật siếc khỉ của gia tộc bị thất truyền, Lục Tiểu Linh Đồng bèn thay đổi quan điểm, tuyên bố rằng chỉ cần tìm thấy người phù hợp, ông sẵn sàng truyền đạt các kinh nghiệm vốn liếng nghề nghiệp. Tôi mong rằng tinh túy văn hóa Tây Du đã không bị hủy hoại trong tay nhà họ Trương, nam diễn viên buồn bã nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.